và phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng, công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các tổ chức cá nhân và hộ gia đình cũng thực hiện các yêu cầu sau: khi lắp đặt hệ thống điện, lắp pin tiêu thụ và bảo vệ điện phải tính toán thiết kế theo đúng quy định về an toàn điện và phòng cháy chữa cháy, không được dùng nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn và không dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ cho các thiết bị điện có công suất lớn để tránh trường hợp quá tải gây cháy nổ. Phải lắp đặt các thiết bị bảo vệ điện có mức độ an toàn cao, tự động ngắt điện chống quá tải, chống cháy cho đường dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện có công suất lớn. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong một ổ cắm. Không cắm dây dẫn điện trực tiếp trên ổ cắm. Không được dùng đinh, dây thép để buộc dựng dây điện. Không luồn dây điện qua mái lá, mái tôn, câu móc điện, tùy điện để hở các mối nối dây điện. Không nên dùng dây điện trần để dẫn điện. Nên dùng dây dẫn điện đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Phải luồn dây điện trong những ống luồn chuyên dụng có khả năng chống cháy cao. Không đi dây dẫn điện qua tầng lớp sàn hoặc treo trên bức tường.